Thực hư hình ảnh thỏ bảy màu bị một dự án tiền số lợi dụng. Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao về việc một dự án tiền mã hóa bị tố cáo đã lợi dụng hình ảnh của nhân vật hoạt hình thỏ bảy màu, một nhân vật ảo nổi tiếng trên mạng xã hội tại Việt Nam, để phát triển và đang có nhiều dấu hiệu bất thường. Dự án tiền mã hóa này có tên Rainbow Bunny Token. Tuy nhiên, ông Huỳnh Thái Ngọc, cha đẻ của nhân vật thỏ bảy màu lại lên tiếng cho biết bản thân và công ty không có bất kỳ liên hệ nào với dự án này. Do vậy, đội ngũ xây dựng thỏ bảy màu đã cảnh báo người theo dõi rằng token liên quan đến thỏ đều không thuộc sở hữu hoặc ủy quyền bởi họ. Mọi người hãy tự bảo vệ mình trước mọi nguy cơ lừa đảo. Rainbow Bunny Fan Token tự giới thiệu bản thân là meme của năm 2023. Đội ngũ phát triển cho biết đây là đồng tiền số cho cộng đồng truyện tranh hoạt hình. Ngoài ra, Rainbow Bunny còn tuyên bố dùng 1% lợi nhuận để phát triển anime, manga trên toàn thế giới. Trong một video quảng cáo trên YouTube, người đại diện dự án tuyên bố người dùng chỉ cần mua token và ngồi chờ nhận thưởng, không cần stake, ký gửi. Đây là những lời quảng bá thường thấy của những dự án có dấu hiệu đa cấp lừa đảo.